potential difference. Rồi, đó. Như vậy là tất cả những cái point ở cái vị trí dòng cái column thứ 14 ngay chính giữa này, chính giữa hai cái định cực positive negative terminal ha. Thì mình thấy nó có cái potential difference bằng bằng nhau hết này, gần như là bằng nhau hết, 5.6 5.7 này ha. Tuyệt vời. Còn càng mà theo nhìn theo cái graph này của mình thì càng đi ra xa cái vị trí chính giữa đó thì nó sẽ càng bị uốn cong đi. Ví dụ như là ở bên này nó cong ít ít này, tới càng gần nó còn cong nhiều này thôi. Đó, thì ở chỗ này thì nó hơi cong nhẹ này nhá. Đó, hơi cong nhẹ. Cho nên là nếu mình đo nguyên một cái row thế này thì mình sẽ thấy potential trên cái row này nó không bằng nhau. Trừ phi là mình so sánh cái potential của những cái curve, những cái point ở trên một cái curve thế này thì nó bằng nhau. Và nhắc lại là mỗi cái curve thế này được gọi là một EQ potential surface. Đó. Và cái electric field của mình ấy, nếu mình vẽ một electric field thì electric field nó sẽ luôn luôn vuông góc perpendicular với những cái EQ potential surface này. Có thể vẽ thêm một cái EQ potential surface chỗ này nữa này. Đấy. Thì để coi màu đen nó rõ hơn không nhá. Electric field mình sẽ vẽ như thế này, từ A đến B này là một cái line. Và bên ngoài này vẽ sao cho nó perpendicular nha. Perpendicular. Yeah, như thế này. Đó, kiểu như chart point này, tại mỗi vị trí cái potential này thì cái đường electric field, cái đường màu đen thầy đang vẽ này nó luôn luôn perpendicular, vuông góc với một cái EQ potential surface nha. Góc này. Alo, mình hiểu không? Đó, cho nên cái field line này mình thấy nó giống cái các kiến thức lý thuyết mình học là field line giữa hai cái charged particle ấy. Thấy không? Vuông góc này, vuông góc này ha. Được chưa? Phía ngoài này thì vẽ cong nhiều hơn nha, đó. Rồi để tí nữa coi thử coi đề bài người ta báo mình làm gì. Đó, cong như vậy đó. Tuyệt vời. Rồi. Using the scalar equipotentials electric field for part A, where is the electric field constant? Where is electric field constant? Câu trả lời của chỗ này mình ghi câu trả lời vào trong cái tờ của mình nha. Là at the midline which is at the row n này ha. Hoặc là cái distance bao nhiêu đó. Mình nếu mình nhớ kết quả trong cái thí nghiệm mình distance bao nhiêu. The mid row which is EQ distance from the two terminals. Đó thầy viết cái ra cho mình. Nằm ngay chính giữa, vị trí ngay chính giữa là cái nơi mà EQ potential surface nó là straight line này. Thì cái electric field hay nói cách khác là cái vùng chính giữa này, cái vùng chính giữa này thì electric field là constant. Electric field là constant ấy thì tức là những cái đường field line này thì nó gần như nó parallel với nhau. Gần như parallel với nhau. Còn mà tại gần hai cái terminal positive và negative thì các field line này nó tụm lại hoặc cắn tỏa ra ha. Thì tức là electric field nó không phải là uniform. Rồi bây giờ mình viết cái câu trả lời này. Cái câu trả lời thế này. Phát A where electric field constant in the small region region at the middle between the two terminals electrical terminals positive and negative. Làm sao giảm sai xuống đây, giảm sai xuống như thế này. Rồi, đó là câu trả lời của cái câu đầu tiên này nhé. Using the sheet with the parallel conducting lines, part B select two points along the same field line and measure difference in potential between the point and distance between them, calculate the strength of the field. Rồi, trên cái hình này này, mình có in ra rồi đúng không? Mình chọn hai cái point. Dùng màu gió nối lên ta. Màu xanh này chắc cũng được ha. Mình chọn hai cái point thì tốt nhất là mình chọn cái đường nối giữa hai cái terminal này. Chọn ví dụ chỗ này chẳng hạn và chỗ này ha. Giảm cái netbook nó nhỏ xíu. Số 2 đi. Ví dụ mình chọn cái point chỗ này. Thầy gọi nó là C nhá. Và một point ở chỗ này là D. Và mình đo, mình measure cái distance CD này. Những cái con số này 1 2 3 4 này có phải là distance không ta?
Ví dụ cái Poissy này thầy chọn ở vị trí là số 9,5, chọn số 9 đi. Lật sang bên trái xíu nữa Ở nha. giấy ghi chú có màu số 9. Ừ. Số 9 là màu xanh là từ 3 đến 3,6. Làm sao? Nghĩa là trong đây là ghi là 3 đến 3 3,6. đến 3,6 Nghĩa là potential đó, kệ nó đi. Ừ. cái Thì chọn potential. cái midpoint chỗ này này. À, tí nữa thầy sẽ show trên data mình thấy ha. Rồi. Và cái point Rồi. đi chỗ này, đi chỗ này thì distance chỗ này là chỗ này số 10 mấy đây. Đấy 17, là 18, số 19. 18, 17. 18 ạ, 18. 18, từ từ 19 nhé. nhé, 19, 19. 19 rồi. Thì distance giữa hai cái này từ 9 đến 19 là 10 đúng không? Rồi. 10 cm đúng không? Vâng. Rồi Rồi đó, thì mình xong. sẽ ghi vào mình ghi cái câu trả lời mình vào đó ha. Distance là 10 cm, còn potential ấy thì mình chọn cái vị trí ngay chính giữa nha. Mình có hai cái 22 dòng hay 23 dòng nha. Lúc này thì đếm là 23. 1 Hai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hai ba 13 dòng, 14 nhưng mà nó 23 là dòng. từ 0 đến 22. Ừ, rồi. 23 dòng thì cái vị trí ngay chính giữa là thứ 12 ha. Thứ 12, cái dòng số 9 này, bây giờ thầy đếm với dòng số 9 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, cái row số 9 ha, row số 9 này. Rồi đếm xuống thứ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, nhưng mà thực ra không sao tại vì nó chênh lệch nhau ít thôi ha. 7,1. 7,1. Thì đó là vị trí cái điểm C mà thầy chọn này. Vị trí điểm D ấy, thì là cái dòng số 19 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 là cái row này, cái row X này. À, tương tự như vậy xuống đây. 4,8 nha. 4,7. Từ từ, 4,8, 4,8 chỗ này là D này. Đó. Được chưa? Mình sẽ viết viết cái câu trả lời của mình vào đây. The two point C and D are chosen, selected, huh? So that CD distance, huh? 9 cm. Rồi V potential difference tại tại C ấy, ha? Thì bằng 4,7 volt. 4,7 volt and V tại D là 7,1 ha. Vô. Hence cái VCD là 7,1 trừ 4,7. Thế thì viết lại bằng cái bút nó đẹp hơn ha. Rồi. V tại C là 4,1 vô. V tại D là 7, từ từ 4,7 chứ hả? 4,7. 7,1 vô, cho nên là cái VCD different 7,1 trừ đi 4,7. Bỏ máy tính này xíu nha. 71 trừ đi 47 à, 24, 2,4 vô ha. 24. 2,4 vô. Rồi, distance là 9 cm. Như vậy thì cái electric field, so the electric field, cái vùng mà mình vừa mới chỉ ra nó là constant đó đó, là Y bằng lấy cái potential này V chia D ha. V chia D. VCD chia cho cái distance là CD này. V này VCD này ha. 2,4 chia cho 0,09, 9 cm đổi sang meter 0,09 nha. 2,4 chia cho 0,09 bằng 26,7. 26,7 volt per meter ha. Đó. Đó là câu trả lời của câu số 2 này nha. Calculate the string of 5 pairs of points between the parallel lines from part P record the value. Tính 5 cái value. Thì vừa rồi thầy tính mẫu cho mình một cái value rồi ấy. Bây giờ mình tương tự như vậy, mình tính thêm 5 cái value nữa ha. Distance. Khi nào electric field là nó constant thì mới tính được kiểu đó nha. Thì tức là mình phải chọn ở trong cái vùng ở giữa này này.
cái vùng để thầy bôi màu cho mình. Đừng có chọn cái vùng màu vàng này này, chọn vùng nhỏ nhỏ này thôi. Đừng có chọn ra bên ngoài, ra phía ngoài, ví dụ chỗ này với chỗ này là không được. Nói chung là chọn những point nằm gần gần nhau trong vùng giữa này thôi nhé. Năm couple. Hồi nãy thầy chọn hai đứa CD rồi nằm hơi xa nhau là cũng không được tốt lắm rồi đó. Giờ mình làm lại đi. Chọn hai cái point. Cái chỗ ở giữa này là cột thứ 14 ha. Thì mình chọn hai cái point ở cột thứ thứ 10 và thứ 12. 13, 13, Chỗ 15. này 12, cột này cột 12, cột này cột 16 chẳng hạn như vậy nhé. Rồi là cái row ấy thì mình cũng chọn ở giữa giữa luôn. Mình có tổng cộng là 22 cái row, 23 cái row thì mình chọn những cái đứa ở nằm giữa, ví dụ như cái row thứ 11, 12, 13 gì đó. Đừng có chọn nó cách xa nhau, đừng có cách xa cái vùng ở giữa này lắm ha. Thì cái field ở vùng giữa này nó mới đảm bảo rằng là nó là uniform. Thì mình sẽ làm được cái bài này. Được chưa? Bây giờ con chọn thêm hai cái point nữa ở vùng giữa này đi. Cái column thứ 12 và 16, Con rồi là cái row chọn thứ thôi 14 chẳng 12 hạn nha. thế. Con chọn hai cái point nữa. Con tính distance và tính cái potential difference, xong rồi tính V, tính cái tính cái E, electric field ha. Tính thử xem ra bao nhiêu. Đừng có cố gắng bắt nó bằng cái số của thầy đã tính ban đầu này. Có thể số này thầy tính nó bị sai rồi nhá. Mình cứ làm thử thế như thế nào rồi tí sẽ chụp hình gửi lại xem. Vị trí của con lấy cái point ở giữa là point 13 Mình cứ làm đây 13 5 là phút đi ha. 1 là 1. 113 là cái column số 13 hả? Cái vi tại đó là 5.4 hay 3.4? 3.4. 5.4, 5.4. Chấm, viết chấm sao viết giống như phẩy giống Việt Nam này. Tại con 5.4, quen mình đúng phẩy 6.6. à. Rồi thì Tại cái chấm nhân. difference là 1.2. Distance của hai point này là nhiêu? Distance là 0.09. Ủa sao distance là giống của thầy vậy? Người ta chưa đổi Từ từ để mình chọn hai cái column là số 13 phải không? Column nào? vâng 13 và 15. 13, 15. Chỗ này 14, 13 là chỗ này 5 feet mấy. Distance hai đứa này distance nó phải thấp chứ làm sao mà distance là cái gì mà không chút distance đâu ra mà tới Chắc là 9 cm vậy? không không chấm không Nếu mình chọn 13 và chấm 15 kế bên cái row màu 14 màu vàng này đúng không? Thì distance là 2 cm chứ nhỉ? hai xăng Đúng không ta? Tại vì mỗi một column thế này là cách nhau 1 cm đúng không? Thầy vâng thử ví dụ lại cái CD này nhé. 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đó. 9 column là cách nhau 9 cm. Thì mình chọn hai cái column 10, hai 13 gần và 15 hai thì phải không cách nhau chấm 2 cm không chứ. chấm không hai Ừ. vâng Trời ơi. Rồi VCD này chia cho distance CD này. Lúc nãy thì dùng CD rồi đáng lẽ mình dùng chữ khác ha. 1.2 chia cho 0.02. Thử coi nó ra gần giống với lại cái lần trước mình tính không? là 60 1.2 kìa. chia 0.02 60. Nó khác nhiều ấy. 60 volt per meter. Nó khác nhiều thì Cái tại vì cái đó gần đúng nhất là bao nhiêu lúc nãy thầy chọn cái vùng ở bên ngoài như thầy nói, nó không phải là cái vùng trung tâm thì nó không chính xác. Bây giờ mình cứ chọn cái vùng trung tâm này đi ha. Mình bỏ mình quên cái lần hồi nãy đi ha. Ok. Rồi, có thời gian này mình làm thêm 5 cái couple như vậy nữa. Mình cứ chọn những column xung quanh này thôi. Thay vì 13 và 15 thì mình có thể chọn 12 và 16 cũng được, nhưng mà nói chung là loanh quanh cái vùng ở giữa này nhé. Loanh quanh vùng giữa này. Thì nó sẽ chính xác. Nó sẽ là electric field, constant electric field. Rồi, thì đó là cái yêu cầu thứ hai của cái bài này á, điền vào đây này. Lấy ví dụ này, có thể xóa chỗ này nhé, tại vì chỗ này nó không đúng. 60. Sáu Thử check thử coi mươi là tầm tầm bao nhiêu thì nó chính xác à? Rồi cảm giác là chính xác. cách nhau 2 cm thì giống công thức lúc nãy mình tính đó, tức là cái máy tính rồi. Cái potential difference là 1.2 V. 1.2 mà chia cho 0.02 là hợp lý quá rồi còn gì. 60. Trong này ông có tính mẫu không? Không có tính gì hết đúng Họ chỉ vẽ không? Rồi bây giờ viết một cái mẫu vào đây ha. Là hai cái point contact point C và D chẳng hạn thế. Voltage giữa hai đứa đó là 1.2, distance là 0.02 m thì chia ra
1,2 chia cho 0,02 sẽ là 60 ha. Unit của nó là volt per meter. Rồi, bốn cái vị trí còn lại là mình tự tính sau ha. Tiếp theo này. Compare and contrast electric field and electric potential. Giải thích cái sự giống và khác nhau của hai cái definition là electric field và electric potential. Đây là câu hỏi lý thuyết đó. Mình dùng AI mình search thử ha. Không thể nói luôn nè. Electric field thì nó chính là force per unit charge ha. Và cái force acting là một cái charge point. Charge point này nó có cái value là 1 coulomb force per unit charge. Charge point tức là nó là một vector, force này là một vector ha. Vector. Còn electric potential, potential difference thì nó có nghĩa là work done per unit charge in moving it from A to B hoặc là from C to D. Work done này nó chính là energy nha. Energy tức là nó là một cái scalar quantity, nó không phải là vector ha. Quantity đó. Đó là hai cái khác nhau, hai cái definition của electric field với electric potential ha. Mình muốn nó đầy đủ hơn ấy thì mình gõ một câu y chang thế này vào trong AI này. Compare and contrast electric field and electric potential. Compare and contrast electric field and electric potential. Definition, electric field representation, relationship with force properties, electric potential. Make a comparison table. Definition, unit, representation, relationship, nature, derived from, useful. Mình bỏ ba cái row cuối đi, mình lấy ba cái row đầu tiên này thôi nhé. Comparison table. Lấy bốn cái này là quá đủ rồi. Đó là vector describing the force experienced by charged particle, là cái tôi viết trên này nè. Electric potential representing the potential energy per unit charge, nó không rõ ràng lắm, viết trên này rõ hơn nè, tức là work done moving charge from A to B. Unit volt per meter, unit volt representation field line showing the direction of force on positive charge. Để mô tả electric field thì người ta dùng cái model gọi là electric field lines. Những cái đường nó thể hiện cái hướng mà một cái force nó tác dụng lên trên cái charge particle đó ha. Electric potential thì mình sẽ vẽ cái gọi là EQ potential surface. Đây. Thì những cái đường cong này nè, đường cong màu xanh dương này ha, EQ potential surface. Relationship directly related to the force, directly related to the work done. Đó. Còn nếu không ấy thì mình bảo con AI này nó viết tóm tắt lại ha. Summarize the differences in four, three sentences. Đó, mình sẽ đưa những yêu cầu ngắn gọn như vậy, rõ ràng như vậy thì nó mới trả lời được chính xác ha. Đó. Thầy thấy đọc cái bảng thì nó dễ hiểu hơn là đọc cái đống chữ này. Đó. Đúng không? Để đóng chữ này đi dự phòng của trường hợp mà mình muốn kiểu học về ngôn ngữ, mình muốn tự mình rephrase, viết lại để câu trả lời ha. Electric field is a vector quantity represent the force experienced by a charged particle, while y, electric potential, is a scalar quantity that represents the potential energy per unit charge associated with the electric field strength, electric field. Electric field line illustrate the direction of force on a positive test chart. Represent the potential energy, the electric work done, electrical work done by the electric field. Dễ hiểu không? Đó. Rồi, câu tiếp theo nha.
In general, how are electric field lines drawn in the vicinity of electric charges? In the vicinity. Mình chỉ cần nói là những cái field line này nó đi ra khỏi cái positive terminal và nó đi vào phía negative terminal. Và nó không bao giờ nó cách nhau hết. Never intersect each other, ha? Đó. Đây là câu lý thuyết nha. Electric field lines are outward, outward from the positive charged particle or positive terminal, ha? Terminal and point towards negative charged particle. Hay có thể gọi là negative terminal. And they never intersect each other, huh? Intersect one another. Được chưa? Câu số 2 này. Những câu lý thuyết này thì mình chịu khó mình Google, mình AI đi, dùng AI nó ra liền. Define equipotential line. How are electric field lines and equipotential line drawn relative to each other? Đó, thầy nói rồi. Là cái đường electric field line, là cái đường màu đen này này, nó phải vuông góc, luôn luôn vuông góc perpendicular với cái đường equipotential surface. Ha? Define equipotential line. Ok, đây. Câu số 3. Equipotential line is a line through which on which all the points have the same electrical potential. Yeah. That's a definition. How are electrical line and equipotential line drawn to each other? The equipotential lines are determined experimentally or theoretically, huh? Theoretically. Cái này là phải nói thêm thôi. Còn trả lời ấy, thì chỉ cần nói rằng là perpendicular, huh? Bỏ từ R cho này đi. Perpendicular to the electric field lines. Thêm từ onways vào ha. Tức là at any point. Đó. Được chưa? Màu đỏ dễ nhìn hơn không? Màu đen dễ nhìn hơn nhỉ? Rồi. Chỗ này thu nhỏ lại một xíu để mà có chỗ để viết tiếp. Đây là câu 1. Câu 4 này. Describe the amount of work you would have to do to move a positive charge along an electric field line. Di chuyển một cái positive charge theo electric field line thì mình không cần phải dùng một cái work, tức là mình không mất năng lượng, nó sẽ tự nó sẽ đi ha. Vâng. Tức là zero work. Rồi, con mình sẽ viết thế này này. 4. Zero work is required to move a positive charge along the an electric field line because it is pushed, hoặc là it is moved spontaneously, ha? Spontaneously. Tức là tự động, naturally đó, ha? By the field, electric field. Được chưa? Còn ở trên một cái equipotential surface thì nó cũng là zero work luôn. Zero work is also to move a positive charge on an equipotential surface
There is no work required as well. Potential nó bằng nhau, cho nên khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác là không có tốn năng lượng. Thầy đang tìm cái gì đó để so sánh. Không tốn năng lượng để làm gì đó. Nằm trên giường lăn qua lăn lại không tốn năng lượng. Không đúng, tại vì tôi không có tốn. Nhưng mà ý là EQ Potential thì cái chart nó di chuyển trên đó rất là dễ dàng, không hề tốn work nha. Rồi còn negative chart thì ngược lại đó. Cái này thì nó không quan trọng, positive chart và negative chart. Negative chart thì miễn là ở trên EQ Potential Surface thì hai cái loại chart này nó đều không tốn năng lượng để mà di chuyển. Negative chart đó. Hai thứ này đều không tốn năng lượng khi mà đi trên EQ Potential Surface. Nhưng mà nếu như mà cái negative chart mà đi trên electric field thì mình phải tốn work. In order there is a work required to move a negative chart along an electric field to, tức là đi ngược lại với cái electric field đó, đi ngược lại, nên dùng từ gì nè, against huh? The electric force đó. Cái positive charge nó sẽ tự động, nó di chuyển từ cái nơi higher potential đến nơi lower potential. Higher potential là bên positive terminal này ha. Positive charge sẽ tự động di chuyển từ positive terminal đến negative terminal. Nhưng mà negative charge thì ngược lại, nó sẽ đi từ negative terminal đi lên positive terminal. Cho nên là để nó bắt nó di chuyển theo cái hướng của cái field này, tức là nó đi ngược với cái hướng của field nha, giống như một cái thuyền đi ngược chiều dòng nước á. Nhưng mà bây giờ ngược lại, muốn bắt nó đi theo dòng nước thì mình lại tốn energy. Nó tức là lấy cái ví dụ cái thuyền đi ngược dòng nó không đúng lắm. Tại vì là dòng nước là cái field line. Thì positive charge như là cái thuyền nó trôi theo dòng nước. Negative charge thì nó lại tự động đi ngược dòng ha, tự động ngược dòng nha. Còn mình muốn cho nó đi cùng, đi cùng chiều với dòng nước, tức là cùng chiều cái field line, thì mình lại tốn work ấy. Negative charge nó sẽ tự động bị cái electric field nó hút từ negative terminal về positive terminal. Cho nên muốn bắt nó đi ngược lại, đi ngược lại từ positive đến negative thì phải dùng một cái work, một cái energy vào. Đó là lý thuyết đó, và mai mốt mình làm thêm những bài tập khác thì sẽ thấy là apply nó như thế nào. Describe the strength of electric field represented by electric field lines that are closely spaced, equally spaced and equally spaced. Câu này cũng dễ thôi. Nơi nào mà những electric field này nó gần nhau này, gần hai cái terminal này này, thì tức là electric field nó mạnh. Những field line gần nhau là nơi đó electric field mạnh. Những cái nơi mà field line nằm xa nhau giữa này này ha, thì electric field nó yếu đi. Đó. Và nếu nó equally spaced như cái đoạn giữa màu vàng thầy bôi này này, thì có nghĩa là electric field là uniform, là constant. Uniform. Okay. Chỗ này ghi câu trả lời trực tiếp vào đây luôn cho nó ấn tượng. Closely spaced, strong field. Còn equally spaced là constant hay là uniform field ha? Uniform field. Thì trái ngược với lại strong thì là unequally spaced. Unequally có nghĩa là nó thay đổi, varying, changing field ha. Varying field. Đang thay đổi, thế thôi, kéo này xuống. Kéo luôn cả chữ này luôn này. Đó. Sao mà nó? Còn nữa không? Cái này là mô tả thí nghiệm ha, analysis. After both set of EQ potential lines are drawn, draw a set of electric field lines starting from the positive 12 volt and going to 0 volt. Sau khi mình làm thí nghiệm vẽ các cái đường electric field line, by drawing the first line straight between two pins, đó, là vẽ cho mẫu cho mình dưới này rồi nè. Straight line between two pins đây, tức là từ A đến B này, từ cái chỗ mà mình nối dây điện vào này. Đó, cái đường straight line, đường thẳng này ha.
Thầy làm trước khi mà đọc yêu cầu của đề luôn. Keeping the newly drawn line perpendicular to each equipotential line, repeat this procedure for the other sheet. These perpendicular lines that you have drawn on the paper represent electric field between the two electrodes. The electric field lines are always directed from positive to negative, or from greater positive potential to lesser positive potential. Là thầy đã hoàn thành xong cái yêu cầu rồi đó. Đâu rồi? Cái đường field line này vẽ này đó. Rồi, tí nữa mình, nãy giờ mình có vẽ lại trên trên tờ giấy mình chưa? Rồi. Yeah, nó vậy đó, là xong mình hoàn thành bài này rồi đó. Không biết cái Rồi, thầy nhắc lại một số cái điểm quan trọng này nhé. Một số cái điểm quan trọng của bài này. Thứ nhất á, là mình thấy là đi từ A đến Z thì cái potential giảm đi. Thì mình phải nhớ là potential nó giảm đi theo chiều hướng là đi từ positive terminal đến negative terminal. Cho nên ở phía bên high potential này là dương, phía bên low potential này là âm ha. Được chưa? Đó là cái thứ nhất là phải nhớ. Cái thứ hai là vị trí chính giữa. Vị trí chính giữa mình thấy cái vùng màu vàng nhạt và cam này này, đó. Nó là một cái ban, một cái vùng kiểu là straight line đường thẳng. Cho nên đây là cái vị trí mà cái field, vị trí vùng giữa này là electric field, nó là constant, là uniform. Vị trí nằm chính giữa, vị trí cái row thứ 14 ha. Đó. Còn những cái ban màu xung quanh này, màu xanh dưa, xanh lá này và màu cam này thì nó cong, thì có nghĩa là nó bắt đầu, cái field nó bắt đầu thay đổi và nó sẽ tăng lên. Value, cái field nó sẽ mạnh lên khi mà nó tới gần terminal. Đó. Cho nên là mình cứ vẽ cong theo những cái vùng này, màu cam này, màu xanh này, thì mình sẽ được cái EQ potential surface. Sau đó thì vẽ tiếp một cái đường nối A và B, đường thẳng. Rồi vẽ những cái đường sẽ cho nó perpendicular với từng cái đường màu xanh dương. Đường xanh dương là EQ potential surface. Và cái đường màu đen luôn luôn perpendicular với đường xanh dương ấy. Đường màu đen này này, nó chính là electric field lines. Ok? Constant. Rồi để tính ra cái field thì chọn cái vùng ở giữa này để cho nó là uniform. Tức là những cái đường này nó gần như nó bằng nhau ha. Và sau đó chọn những cái point, những cái point mà nó nằm gần nhau ở cái row thứ 13, column thứ 12, 13 hoặc là 15, 16. Và những cái vùng ở giữa luôn, tức là cái row thứ 11 cho đến thứ 13. Đừng có chọn cái vùng nó quá nằm ra ngoài ha. Đó. Tập trung vào vùng giữa này. Chọn những point gần nhau như vậy thì mình sẽ tính được cái field ở tại vị trí vùng giữa này. Tất nhiên cái field vùng giữa này là field weakest đó. Còn lại gần thì nó sẽ mạnh hơn, lại gần các cái terminal AB này sẽ mạnh hơn ha. Rồi những câu lý thuyết này mà thầy ghi câu trả lời rồi, mình xem lại nhé. Không biết đi thi ra bài khó gì không? Không, này là hoạt động thí nghiệm activity rồi. Nó ăn hai bài bài motivational nữa, mình chưa biết gì nữa. Bữa sau đây, bây giờ cũng gần hết giờ rồi. Có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Con sẽ ôn lại cái này và xem tại sao mà khi mình đo ấy, thì nó lại có cái chỗ nó tăng cái potential lên này, giống như đỉnh núi này, chỗ này giảm potential xuống, tại sao? Nhỏ là nó xa cái đường to dung. To này là chỗ cái pin point đó ha, lại gần cái pin point này nó tăng lên đó. Nhưng mà tới gần cái negative terminal này giảm xuống, giảm potential xuống, giờ tới quá gần đó. Là cái hai chỗ này này, đây. Còn những potential xung quanh này nó vẫn cao hơn xíu so với hai chỗ đó. Giống như là đi tới negative giống như là đang đi xuống một cái dốc, nó xuống một cái hố vậy đó. Còn đi lên positive giống như leo lên núi ha. Dạ đúng là ở trường nước ngoài nó có đồ xịn, như Việt Nam làm cái đồ này.